Xin chào thầy cô các bạn. Thì trong cái video này mình sẽ mở hộp và giới thiệu với các bạn hai cái dòng mẫu AC DAC là giải mã từ hệ thống nhạc mạng hoặc là từ điện thoại đấy, để lấy nhạc để cấp vào cái bộ phận khuếch đại với cái phân khúc bình dân dưới 1 triệu để cho các bạn cùng tham khảo. Trước hết là cái mẫu đây là mời các bạn cùng hướng lên màn hình. Thứ nhất là cái mẫu DAC của Zenith 609 Pro nha các bạn. Đấy, thì bản này của nó là bản nhôm phay nguyên khối. Con này của nó có Bluetooth nha các bạn. Những con mà được lắp những cái dòng anten phía đằng sau như này thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cái chức năng là bắt Bluetooth các bạn. Bắt Bluetooth thì các bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc là iPad. Đấy, mình sẽ đều có thể kết nối được ra một cách dễ dàng các bạn nhé. Đó. Thì để mà kết nối được cái Bluetooth thì đầu tiên các bạn sẽ vặn chặt cái anten này nó vào. Đó. Mình sẽ giới thiệu tổng quan của cái dòng sản phẩm như thế này. Sản phẩm đi kèm của nó thì sẽ bao gồm có một cái dây cáp quang như thế này các bạn nhé. Và một cái phần củ nguồn. Đấy. Củ nguồn của nó ở đây là nguồn 9 đến 12V các bạn. Output của nó là 9V. Thằng này thì output này của nó nguồn vào này của nó là 9 đến 12V nha các bạn. Đó. Những dòng mà giải mã mà có cái điện áp cao như thế này nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh rất là tốt các bạn ạ. Thì tổng quan vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là thiết kế thì rất là đẹp, vuông vắn như thế này các bạn nhé. Đó. Phía đằng sau này của nó có cổng USB là cắm USB vào để mình cấp nhạc trực tiếp. Đó. Cổng optical và cổng coaxial. Đây là cái phần dây nguồn của nó. Sau đây mình sẽ kết nối để các bạn cùng theo dõi nhé. Và mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng luôn. Thì đầu tiên mình sẽ cấp nguồn vào cho nó các bạn. Nguồn thì là mình cắm điện 220 và đầu ra này của nó sẽ là 9 đến 12V các bạn nhé. Đèn sẽ sáng. Đèn sẽ sáng ở đây. Đó. Con này nó sẽ có khả năng nhớ cái kết nối của mình lần cuối cùng. Ví dụ lần cuối cùng mình kết nối bằng optical thì nó từ những cái lần sau nó cũng sẽ giữ cái đèn này cho các bạn ở tại vị trí này các bạn nhé. Đây là cái nút set để mình có thể là điều chỉnh. Đấy, có thể chuyển sang ví dụ như là cổng kết nối đầu vào của mình là cổng coaxial. Cổng coaxial như thế này các bạn nhé. Đó, thì cái đầu này mình sẽ chuyển ra thành coaxial. Còn khi các bạn chuyển sang Bluetooth thì cái Bluetooth này sẽ nhấp nháy các bạn nhé. Mình sẽ kết nối điện thoại vào. Đó, và nó sẽ nhận diện cái DAC này và nó kết nối cho các bạn. Hoặc là cổng optical. Ở đây mình sẽ kết nối mô phỏng cái thằng này là bằng qua cái cổng optical nha các bạn. Cổng optical thì khi mà các bạn cắm cái dây quang vào á, cái dây quang kia của nó thì nó cho mình dài 1 mét đúng không? Của mình thì cái TV nó hơi xa một chút. Mình sử dụng cái đầu cong của Zenith này và mình kết nối vào đây qua cái cổng optical này các bạn nhé. Cổng optical in này. Kết nối vào. Như vậy là mình đã kết nối được cổng optical là ok. Bây giờ cái đường AV out này thì chúng ta sẽ sử dụng cái cổng AV nha các bạn. Đó, cổng AV mình cắm vào. Thì ở đây nó sẽ còn một cái đường AV nữa, một đường out nữa là cổng audio input này. Các bạn này thì mình có thể cắm jack 3.5 thì cũng ok nha các bạn. Đó, và sau khi kết nối như vậy thì mình sẽ lên nhạc thôi. Và mình thì mình sau khi mình kết nối thì bạn có thể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn. Đó. Chất lượng âm thanh của nó thay đổi khá là nhiều nghe các bạn. Nghe nó sẽ hay hơn là cái việc mà mình kết nối trực tiếp. Đó. Thì một số bác thì có hỏi em là nó hay hơn nhiều không thì thực tế tùy theo cái cảm nhận của mỗi người, tuy nhiên thì nó có thể hay được khoảng 20-30% so với cái mức mà mình không sử dụng DAC các bạn. Thì đấy là cái con giải mã DAC 609P đây các bạn nhé. Pro Made in Singapore của Zenith các bạn. Thì đấy là cái mẫu thứ nhất mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng mẫu DAC dòng nâng cấp cao cấp hơn một chút các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ mở cho các bạn. Thì con này của nó là dòng DAC DA310
Đó. Thì cái dòng này nó bản này thì bản nâng cấp và nó sẽ có những cái dòng ưu điểm nhiều, vượt trội nhiều hơn các bạn nhé. Đấy, của Zinet. Con này là con đây các bạn nhìn thấy này, model DAC DA310P, Make in Singapore các bạn nhé. Đó. Con này thì nó có volume điều chỉnh phía đằng trước. Đấy. Ở đằng trước các bạn có thể nhìn thấy có một cái cổng mic, cổng ra 3.5, cái này là đèn hồng ngoại này. Phần này là phần điều chuyển bài. Dưới đây là các cái phần đèn, nó sẽ có khi mà mình kết nối là Bluetooth này, hoặc USB này, Optical này, Coaxial, OTG và AUX này. Nó có rất là nhiều cái kết nối luôn các bạn nhé. Đấy. Thằng này là volume là kiêm cùng với cả nút nguồn luôn các bạn ạ. Đó. Vỏ là nhôm phay rất là dày dặn các bạn nhé. Con này vỏ nhôm rất là dày, cầm rất chắc tay. Đấy. Cái cổng output này của nó được mạ vàng rất là kỹ luôn này. Thằng này mình cũng như cũng kết nối cái anten vào đây. Đấy. Đấy. Phía đằng sau này các bạn sẽ thấy này, cái cổng USB kiêm OTG các bạn nhé. Con này mình có thể là kết nối nhạc chất lượng cao thông qua cổng OTG được. Nên dây nguồn này 5V, cổng AUX input này, cổng Coaxial input, cổng Optical input này. Đó. Thằng này có rất nhiều là cổng ra luôn, cả cổng vào luôn, input luôn, đó là jack 3.5 cắm vào đây cũng ok các bạn ạ. Con này có cả cổng mic các bạn nhé. Mic này thì mình sẽ có thể là kết nối để các bạn có thể hát karaoke, chuyển bài cũng đều ok cả. Bây giờ mình sẽ kết nối để cho các bạn cùng theo dõi nhé. Về phụ kiện của con này thì nó sẽ có bao gồm có dây nguồn các bạn nhé, củ nguồn đấy, cổng dây quang optical các bạn nhé, và một cái điều khiển đấy, một cái điều khiển như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có thể điều khiển được rất là nhiều các cái chức năng ở trên này. Có chế độ equalizer các bạn nhé, đây là nút bật tắt này, equalizer này, thì mình cứ bấm vào đây thì mình chuyển được bluetooth này. Đó. Rồi chuyển bài echo các thứ đều ok hết các bạn nhé. Đấy. Sau đây mình sẽ kết nối cho các bạn. Việc kết nối rất là đơn giản. Thứ nhất là cái dây nguồn mình sẽ cắm vào nguồn 250V, 220V, và đây là cái phần 5V đường output các bạn nhé. Đèn sẽ sáng các bạn này. Để ở đây mình sẽ điều chỉnh được này. Mình bấm là mình sẽ điều chỉnh được này. Đó. Bluetooth USB này, Optical này, Coaxial này, OTG này, AUX này, thấy không? Đấy. Đó. Còn đường output của nó thì mình sẽ kết nối đây, led drive đây nhé. Thì mình sẽ kết nối. Có AV vào. Được chưa? Đây mình sẽ kết nối cổng quang vào các bạn nhé. Đấy, kết nối cổng quang này. Đó. Rồi và optical đang nháy đây các bạn thấy không? Đó. Mình sẽ tiến hành bật một cái bản nhạc lên để mình sẽ kết nối một cái bản nhạc cho các bạn cùng nghe. Con này của nó sẽ có volume điều chỉnh ở đây luôn các bạn này. Đó, rất là nhạy luôn các bạn. Đó. Cái này nó có thể tạm dừng bài, bấm tạm dừng bài được này, trực tiếp như này luôn. Đấy. Cái này next, up, next đều được qua bài được các bạn nhé. Đó. Con này nó ưu điểm của nó chạy cực kỳ ổn định luôn các bạn. Các sản phẩm này được bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 1 năm các bạn nhé. Đó. Mình có thể sử dụng điều khiển như thế này, mình điều khiển ok. Thì cái này của nó là nó chưa bao gồm pin các bạn ạ. Cái này mình sẽ cần có hai con pin tiểu, hai pin đũa nha các bạn, pin AA để mình gắn vào đây. Đó. Tại vì là nguyên bản của nó về là nó không có pin các bạn ạ. Đó. Đây là con DA310 các bạn nhé, DA310P. Đấy là hai cái mẫu mà mình muốn giới thiệu đến các bạn trong cái video hôm nay. Và cuối cùng là cái phần mà các bác luôn luôn mong chờ, đúng không ạ? Thì một cái bộ DA310P như thế này,
với đa dạng các chức năng kết nối cùng với khả năng ổn định và cái trình diễn âm thanh của nó gọi là sắc nét và xuất sắc luôn đấy các bạn. Nó sẽ có mức giá là 960.000 là bao gồm phí vận chuyển nha các bạn, được tặng kèm dây quang, dây nguồn, có cả điều khiển các bạn ạ. Và dòng DA609 Pro này của nó thì con này sẽ có mức giá mềm hơn một chút là 890.000 một bộ các bạn nhé, 890.000 một bộ. Đó, rất là đẹp. Thì bác nào ưng cái phần mẫu nào thì có thể liên hệ với bên em, số em để trên màn hình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.